thì nó bỏ thang lên. Úi giời, anh Minh giỏi chưa? A à, Linh gà, Càng gà, Hoàng gà. A à, dạ. À, Yến gà, Yến Chi gà. Úi. Đây. Em bông đây. Bông làm con vịt. À, em bông làm vịt rồi. Em bông ơi. Em bông giỏi chưa? Úi giời ơi. Đi đi. Đi đi các bạn, đi đi. Ui giời ơi. Tiếng không Hoàng ơi? Tiếng không? Vì tiếng không? Ui giời các bạn. Ui. Các bạn phi đấy. Ai chả nhảy ra? Em bông bơi à? Hả? À, em bông bơi vịt à đi em? Ui giời. Ui giờ bạn Càng này. Bạn Linh phi tít thế. Em bông à. Thôi rồi Hoàng ơi, quay lại đây đi. Thì không chịu được. Đấy, Hoàng với Linh bắt đầu chua ống chật. Chết đấy, cứ chật mạnh vào. Hoàng ơi, đi xuống đi. Đấy. Để đây, nhá. Cứ mê tơi đấy. Chị quá. Ai dạ. Bơi kiểu gì đấy bạn? Bạn đang ngã đừng du. Không được chu nhau nha. Cháu ngã uống nước đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ơi, bơi đi. Ơi. Bơi đi. Đấy, càng cái mìn chạy đi, chạy vào. Chạy qua đi, chít ra, chạy qua đi. Chạy qua đi. Chạy qua lưới lửa đây. Ui rồi. Bình không? Em bông cái nào? Em bông thôi. Em bông bé quá. Em bông bé quá còn chưa trượt được. Ui rồi. Chướng không? Hoàng ơi! Hoàng! Chướng không? À, thế nào? Hoàng ơi! Chướng không? À, bông chết à? Bông chết à? Bông ơi! Bông! Em chết à? À! Thì các anh Minh đằng sau kìa! Đấy! Ôi. Chướng không? Ui. Đấy, Linh đấy, Linh bơi đấy à? Linh bơi thử chưa? Bơi đi. Úi dồi, bơi thế này. Tay phải ra này nhá. Đấy, tay phải đấy, thế. Này, để bàn tay, cũng để bàn tay này. Linh bơi này là được 0 km/h đây. Bơi đi. 0 km/h đây, đây. Đây là một vận động viên đấy. Bơi đi. Mà vận động viên nữa thì là đang chuẩn bị lặn hay sao đây này. Đấy. Đừng nghịch, em ơi đừng chơi nữa. Càng ơi đừng chơi nữa. Đừng chơi nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi các bạn ơi, chuẩn bị lên thay quần áo thì lên thôi. Lên rồi. Hả? Lên lên. Ông Hải. Tắm xong ông ơi, thay quần áo xong đi nhà ma. Ừ. Lên rồi bông ơi, tiếp chị ơi, bông ơi, lên rồi, lên và đi bốn đậu bông tôm, đây, lên đây, đây là phái đoàn bắt đầu là rời cổng tỉnh để về sao đỏ ăn bún đậu mắm tôm. Đấy. Tất cả nhà đang chuẩn bị về sao đỏ để ăn bún đậu mắm tôm ấy. Cổng tỉnh xin chào quý khách. Thay mặt cho đoàn xin cảm ơn cổng tỉnh nha. Hay cả đoàn đi trên hai con xe. Biển số 31A55124 và biển số 55445. Hai biển số rất là đẹp. Đoàn tôi đang chuẩn bị lên xe xếp sắp và bố trí để đi ăn bún đậu mắm tôm. Xin dừng clip ở đây. Xin chúc mọi người mạnh khỏe. Ngồi đâu? Anh con chào vào. Đấy, chào vào. Đoàn đã rời cổng tỉnh và đang về quán bún đậu mẹt rất ngon ở sao đỏ, một công viên, một nhà hàng rất lịch sự và rất là ngon.
nhân viên phục vụ rất là chú đáo. Đấy, đây là đoàn vừa đi tham quan du lịch ở cổng tỉnh về tắm này. Đấy. Cái bạn Hoàng nào đi đâu? Đừng, không ai giờ cắt hết giờ, có ai ta đổi cho đâu. Anh về em về nơi liền, anh ở sông tiền. Đi đi, anh đi bóng đi. Đi đi. Đi đi. Bầu tình lại gần nhau, nghe em tiếng đàn ta ở gần. Hả? Cứ đi đi. Cứ đi lùi. Đi lùi, à, tôi tiến đi, đi tiến đi. Hả? Thôi để em xuống. Ta cho bà kia. Con cắt chân à. Mày mày ơi. Lại bấm vào cái gì rồi. Đi đi. Đi đi. Đấy, cảng cái mìn này thì rất tít. Đây là xe của cảng. Đấy đây. Đấy. Kìa, chiếc chị mới đi à. Đây. Đấy. Hải Yến này. Hải Yến đang một xe máy phóng tít lì đây. Đấy. Đấy. Đây, ngồi đem cạc. Đúng rồi, ngồi đem cạc đây. Rồi, phóng đi. Phía đi, cạc phía đi. Úi dồi ôi. Nhàn chơi không chịu được. Rồi, còn đang xếp về ngồi uống nước và hát karaoke đây. Trẻ con thì phóng xe thích đi ngoài sân. Các xếp về ngồi cà phê, cà pháo rồi thì hát karaoke đây. Đấy, theo một đoạn cái gương mặt. Xin chào bà con ơi.